rồi. Ừ. Đó vẫn là 30.000 mà em vẫn cho rằng là thắng 30.000, có đủ căn cứ để nói rằng 30.000 đấy, không phải nói chơi nói bậy bạ đâu. Đang vượt tỷ cú luôn đúng không? Cú có mấy xí ra thì về bit với lại các cái tài sản khác thì em nghĩ rằng là mọi thứ nó cũng sẽ tăng, nguyên nhân chính chẳng phải do cung cầu bình thường mà do cung cầu bất thường của ngân hàng trung ương các nước trên thế giới. Ôi vì cái bang này 71 à? Đặc biệt là của các bọn Trung Quốc nó bơm tiền. Cái đồng tiền của hàng của Trung Quốc nó bơm nhiều quá nó sẽ làm mất giá đồng tiền, và vốn dĩ là giống như mình nó chưa mất giá đã thấy đang ngại, nhưng mấy câu chuyện là phải tìm cái giải pháp nào đó để thay thế thì người Trung Quốc người ta cũng ngại nên nó tệ mất giá và dòng tiền chạy. Nhất là bọn Trung Quốc với Hàn Quốc nó chơi biết cũng nhiều. Nó chơi không phải là nó chơi theo cách của mình nghĩ là nó chơi. Một cá nhân em nghĩ thì bọn Trung Quốc và bọn châu Á thì nó có cái đặc điểm đó là nó hay dịch chuyển tiền. Đồng bích tăng nhiều hay ít do dịch chuyển tiền. Lần trước em đã nói đến chuyện đó một lần rồi, nó dịch chuyển tiền và vốn hóa thị trường của đồng bích thì bây giờ cũng đâu có nhiều lắm đâu. Mà chỉ cần đâu đó 10% GDP của Trung Quốc thì chuyển thôi thì đồng bích sẽ thổi lên trên trời. Người ta không có quan trọng cái câu chuyện là bích tăng hay bích giảm, người ta chỉ nhờ bích để mà chuyển hóa đồng tiền thôi. Ví dụ bỏ vào đó 3 triệu, 30-40 triệu nhân dân tệ, họ mua ít bích, sau đấy trong vòng nửa ngày thôi họ sang nước ngoài họ quy ra tiền, thì thực ra họ không đâu có đem tiền đi đâu. Đó là nguyên nhân chính nhất cho câu chuyện bích tăng, cộng với việc là một cái điểm khác nữa mà em nghĩ thôi, đây là góc độ cá nhân tự suy đoán thôi, đó là cái việc mà thiên về chính trị quốc tế, tức là 3-4 quốc gia là Trung Quốc này, sorry em xin lỗi, mấy quốc gia châu Á họ đang muốn thay thế đồng tiền. Thực ra cái việc này đã xảy ra cái giai đoạn mà trước đó, tức lúc mà cái giá dầu giảm sâu về 27-28 đô một thùng á, thì Trung Quốc và Nga đã có khuynh hướng là đưa ra những cái đàm phán theo hướng là sẽ sử dụng đồng tiền của nhau và muốn tạo ra một đồng tiền khác. Việc này nó đe dọa đến câu chuyện của Mỹ và đồng đô la đang nó có một chút gì đó nó gây ảnh hưởng. Bên cạnh đó nữa thì dự trữ ngoại hối của các nước đều là đô, nhưng khuynh hướng của Ấn Độ, Trung Quốc và Nga thì chơi cái bài là con rắn nuốt đuôi mình, tức là quay trở lại mua vàng và bán đô ra, thì nó gây ra cái việc là nếu như cả thế giới đều tin dùng đô la thì gần như là bị Mỹ nó bịp, tức là nó thích in nó thích làm gì nó làm và cái lạm phát nó bán đi toàn cầu. Nhưng khi các nước nó thay đổi về mặt chiến lược thì tại sao lại nói câu chuyện đó? Tại vì bản thân mặc dù đồng bích là xuất phát thân của nó là ở Nhật Bản, nhưng mà không phải vô lý mà Facebook đang muốn ra một cái đồng tiền số kiểu tương tự và họ đang muốn tìm một cái giải pháp khác cho cái câu chuyện đồng tiền, đa dạng hóa các đồng tiền, và đặc biệt là cái đồng bích nó có một cái điểm rất là lợi, tức là cái lợi điểm của nó ở chỗ, tức là khi mà kinh tế toàn cầu có những vấn đề nào mà không hấp thụ hết đồng tiền thì cần một nơi gọi là trú ẩn chuyển hóa, thì bích cũng là một nơi khá là an toàn. Bởi vì đồng bích thực ra về cơ bản nó cũng giống như bất động sản, nó chứa bao nhiêu cũng được, cứ miễn là nó nở ra là nó chứa thôi. Còn đô không thể thay thế, không thể tăng giá với giảm giá kiểu như bích được. Đó là cái nguyên cớ của câu chuyện, đó là cái việc 30.000, 50.000 hay 100.000 đó là hoàn toàn có thể với câu chuyện chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá của các nước trên thế giới. Nó thay đổi theo hướng đó thì nó càng thay đổi theo hướng đó thì cái việc đó nó càng dễ xảy ra. Và những cái tín hiệu đáng mừng cho câu chuyện mà mừng là mừng cho mình vì đầu tư bích, nhưng mà đáng ngại cho kinh tế thế giới, đó là câu chuyện ngân hàng của các nước đang có dấu hiệu câu chuyện nới lỏng tiền tệ. Mỹ thì nó cân nhắc, tức là nó cân nhắc theo kiểu là khá là thận trọng, nhưng các ngân hàng khác đâu làm thế. Ngân hàng Trung ương châu Âu này, ngân hàng Nhật Bản này, rồi các nước nó Trung Quốc đặc biệt là ngân hàng gọi là BOG của Trung Quốc thì nó đâu có ngán đâu, máu thì nó làm thôi, chính sách của nó là như vậy, nó muốn hạ cánh mềm chứ nó không muốn hạ cánh cứng, nên nó bơm mà. Và trước đây nó đã từng bơm rồi nên kinh nghiệm bơm của nó rất tốt. Năm 2015 Trung Quốc
cái lúc mà ông Soros suốt ngày hô là Trung Quốc thế này, Trung Quốc thế kia, đó là thời điểm Trung Quốc nó bơm tiền kinh khủng để kích thị trường lên. Thì lần đó cũng là chính là cái nguyên cớ chủ yếu để sau này là cái dòng tiền bơm nhiều quá đẩy đồng BRICS lên. Cứ một nền kinh tế một đất nước mà có bất ổn nhiều thì cái diện dịch chuyển nó càng lớn. Thì đó là vài cái nguyên nhân mà nó là cái khách quan nhất để đánh giá về cái đồng BRICS. Lại thì lại không nên nhìn như thế. Mãn ngã thì cái câu chuyện những cái gói cái hàng hóa cuối cùng của người Mỹ muốn đánh lên Trung Quốc thì đã đánh rồi. Cái thứ không thể đánh được đó là hàng tiêu dùng. Và hàng tiêu dùng rất là ảnh hưởng tới người tiêu dùng của Mỹ. Việc này nó sẽ gây ra những cái bất ổn chính trị, dễ dẫn đến câu chuyện đó là cái phản ứng ngược. 300 tỷ cuối cùng còn lại là hàng tiêu dùng dệt may và những cái hàng nhu yếu phẩm người Mỹ nhập từ Trung Quốc. Nên là việc đánh là rất là cân nhắc. Có thể vẫn đánh nhưng mà đó là cái chốt chặn cuối cùng. Và cũng cần để đó để còn có cái cớ để mà đàm phán với nhau. Mỹ có nhiều công cụ lắm, không chỉ chiến tranh thương mại. Mỹ có thể leo thang các câu chuyện bằng việc, ví dụ một cái điển hình nhất đó là mạnh bà mạnh của Huawei, rồi câu chuyện ép các nước khác không được làm ăn với Huawei. Câu chuyện này thực ra nó là cấm vận, không chỉ riêng người Mỹ cấm vận Trung Quốc, mà đây là một cuộc chiến tranh lạnh trên nền tảng một doanh nghiệp. Tức là nó bắt nhiều doanh nghiệp khác trên thế giới đều không được làm việc với thằng đó. Tức là gọi là cấm vận, nhưng còn gì nữa, cấm vận đây là không phải cấm vận quốc gia mà cấm vận doanh nghiệp. Và người Trung Quốc còn rất nhiều doanh nghiệp sẽ phải chịu cái tình trạng đó. Nếu như không chịu nhún nhường thì nó sẽ chơi cái bài cấm vận từng doanh nghiệp. Nó không muốn đẩy lên cái cao trào là chiến tranh lạnh, tức là cấm vận Trung Quốc, bởi vì chả có lý do gì cấm vận Trung Quốc cả. Nhưng mà cái câu chuyện đến nước cuối cùng sẽ có câu chuyện nó xảy ra. Đồng BRICS còn có một nguyên cớ để có thể tăng nữa, đó là con run treo lắm một mặt. Người Trung Quốc là nó độc lập về mặt hành xử, tức là nó không bị chịu pháp chế hay là luật pháp. Bởi vì tập trung quyền lực thì khi mà các nước trên thế giới mà gây áp lực quá lớn, rất có thể nó sẽ gây ra những cái mâu thuẫn lớn trên Biển Đông. Bởi vì bãi cạn nó đã san lấp xong, tàu chiến và các thứ đã san lấp xong, tức là đã có sẵn. Nó hoàn toàn có thể gây ra những cái bất ổn kiểu như Nga cách đây một thời gian bắn hạ MH-70. Câu chuyện đó nó có lý do của nó. Thực ra đến dưới góc nhìn chính trị sẽ có những lý do tại sao nó bắn hạ, thậm chí giết 300 người trên máy bay đó. Thì cái chuyện đó mình không bàn thêm. Nhưng Trung Quốc hoàn toàn có thể đánh chìm vài cái tàu hàng không phải của Mỹ, Philippines chẳng hạn, Việt Nam chẳng hạn, chả ngán đâu. Java chạm đập bục cái chàn thì nó sẽ cắt đứt con đường giao thương của khu vực Thái Bình Dương. Nó sẽ dẫn đến những câu chuyện đó là bất ổn về tức là Mỹ cứ làm quá, nó sẽ quá cho coi, nó sẽ cắt hết các con đường giao thương trên thế giới. Và câu chuyện Trung Quốc nó hoàn toàn dám làm thế. Nó tuyên bố đường lưỡi bò, nó dám săn lấp bãi cạn, nó dám làm hết tất cả sân tàu, sân bay, các thứ có hết. Thích thì nó giúp chích thôi, thì sẽ gây ra những cái bất ổn nhất. Đánh nhau thì chả dám bắn tên lửa hành trình với lại bắn hạt nhân đâu. Bởi vì bắn ai chứ, bắn Iran, Iraq thì bắn được, thì bắn Trung Quốc coi nó vả cho ấy. Nên câu chuyện đó nó cũng tạo những bất ổn thì có thể. Còn cái câu chuyện về chiến tranh thương mại thì phải nói lại là thực ra thì nó sẽ leo thang theo cái hướng tức là có lợi. Bởi vì nó không giống như là cái khủng hoảng mà tự nhiên đến, bất thình lình không dự báo được. Cái khủng hoảng này là khủng hoảng trên cơ sở rất là chủ động. Giống như Mexico thôi, Mỹ nó úp một cái xong cái nó nói một câu, hai câu, xong cái là giải quyết vấn đề về nhập cư, cái nó ok, nó gút ngay. Argentina hay Mexico nhỉ, thiếu nhỉ? Mexico. Đấy, nó nói một câu, hai cái là ok thôi, gút thôi, xong thôi.